Rồi, chào nhà nha. Tối nay hai anh em mình ra thăm lưới bạn ơi. Nãy giờ ngồi trên nhà anh Hồng chơi á. Văng đâu cũng được tầm tiếng à. Hai anh em mình thăm hai tay lưới. Ồ, vô lại tại với tốc độ súng đạn kìa. Kè mà không có đèn là biết rồi đó. Mấy đại ca xịt điện á. Không, bữa nay quá trời ta. Sồn ướt nhẹp luôn. Gài vô mùa mưa. Ồ, cái phao nè. Anh chữ quên đem phao đó, mượn phao của anh Hồng đó. Giờ anh Hồng cũng đi thăm lưới rồi đó, ông quay cái máy dầu nghe nên không. Này bao cái bè nè, bè của anh cũ nè. Bè này lúc trước mình với anh Đạt cũng thường câu tôm với câu cá rồi. Đó, hai vợ chồng anh Hồng đó cũng sức bến nè. Chúng mánh bữa nay, chúng mánh. Wow. Giờ cuốn tay lưới 7 chứ bạn. Hồi mới tiếp tục tay lưới cá sát. Ở đây sâu ghê hồn không? Đó, lên rồi đó. Giờ lên thôi. Mới gầy vô tháng mưa. Bởi vì mưa sủ nhẹp chứ. Mưa từ trưa giờ. Sao cũng lưới nhiều. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng. Quất con cá lấy nhớt à. Đạt nó men cá kết chỗ này à. Trời mưa mới gà này, vào tháng mưa cá nó lạnh quá nó đi trốn dịch hết rồi. Rồi dính mỏ luôn rồi. Cái chu cha. Rồi. Con Đạt nó mũa ngang ngõ kiếm cá và cứ ngắt luôn ở coi chừng á. Wow. Chà, cái lỗ nhỏ dư ha. Rồi chưa lên nữa bạn ơi. Nghi dùng gạch nó đi một đi không trở lại rồi. Rồi luôn. Chụp ngang mỏ kiếm cá mà không có. Đi xin cái lỗ lưới mà không có con cá nào hết. Sống nhăn ra. Tới đây có cái chó hay gì kia kìa.
nay cá không đâm thì mai có vẻ cá không đi hả gì ơi. Cá mắm đâu hết rồi. Đó. Mà sai vậy? Ừ. Bắt ra phải vậy chứ. Ba xa. Một ẻm. Ba xa. Vô mày. quá đã. Bà xa. Bật lâu quá. Bật thù lưu. Cú nu nặng. Hai ẻ mình ở nhà, tại lưới 7 ghê chưa. Ôi. Rụng trong bóc tàu nữa không? Cái gì vậy? Vô. Quá đã, bà ngủ. Bự bạnh kỳ. Ơi. Quá xa. Dữ dằn thì chứ. Nó nhồi đóng hết rồi luôn. Vô. Ui, không ngờ dính con bự dưới trời. Con này thế nào? Con này chỉ giữ dế hả? Nặng lên nè. Ôi kìa. Cái bụng trong bóc. Cá bự. Ơi, lũ bảy quốc coi cá chà bá. Cá này đúng nhìn thấy mê chứ. Cái này là quá đã được rồi đó. Con cái chân à. Rồi cái này. Mở cạp luôn để vô. Quá bự. Mạnh kỳ. Vô mày. Quất con đó thôi ấm rồi đó. Nó sai nó còn chua thôi khỏi che. Lẩu mắm rồi cũng ngon lắm. Còn cá này sao nhớt còn nữa hay. Kiếm con nữa coi. Kiếm... À, cái gì? Cái gì? Trời ơi cái dạch gọi lọt luôn. Lưới là thôi ba con thấy là ấm ảnh rồi, con bự nãy là thôi ngon lành rồi. Rồi bây giờ lưới. Hết lưới chưa? Ủa vậy phao rồi. Ngon lành đi các bạn. Ba con. Cái lưới 7 này có khúc mà ơi, ngắn ngủ mà. Cái lưới này lâu lắm rồi do bị mắc cóc rồi đứt viền rồi đó nên nói kiểu tạm tạm vô vậy đó mà. Hốt được ba con ngon lành ha.
lộ liếc tùm lum hết trơn. Ta lưới này hôm bữa đại ca bự quất phát là hết phân nửa rồi. Do cái lưới này nó mạnh đó mà, cướp nó nhỏ lắm, mạnh lắm, bây giờ rách dữ dằn. Bây giờ đâu khoảng 1 tháng, 2 tháng là tè riết cái ta lưới ngắn ngủn à. Ta lưới không ngờ dính được 3 con ba sa ta, con bự mới đã, con đó trời đúng nhìn chảy nó nguyến vậy. Con cá ba sa này mấy bạn nào mà thích kiểu ăn mỡ á, ăn ngon lắm. Nhúng giấm thôi cũng khỏi che, đúng bài luôn. Bây giờ tới tục lại tay lưới cá sát. Đạt văn hai tay sát bên luôn. Còn cá hình kiệm nhảy gì bồ dữ vậy? Bao gì? Bao dây khu này luôn. Tại lưới này 60 mét mà phải không? 60 mét làm nên chuyện lớn coi nè. Cho mày chào không không? Tao chào gương đó. Cái tối này xuống dưới sông bạn thấy nghe không khí nó yên tĩnh, quạnh hiu sao á. Chứ lại giờ này cũng là 2 giờ sáng rồi đó bạn. Có gà gái luôn rồi đó. Cái kết bán có giá. Kéo lên quất nguyên chùm cái quá đã liền. Mình tranh thủ như làm 1 tháng 2 tháng nữa các bạn, tới mùa nước lũ thì ngư dân ở sông Tiền này không có giăng lưới được. Do đầu nguồn nước chảy xuống xiết lắm. Không có giăng lưới được. Trời ơi cái sơn. Cái sơn chịu tao không lộn. Phá lưới chưa gì hết lụm con cái sơn. Nhỏ quá lọt lên. Cá này còn sống thả luôn đi, nhỏ quá rồi. Đi đi kêu bố mẹ ông ngồi cố rồi lại kêu chạy đi. Ồ. Ừ. Con lâu. Chào 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 chào. Rồi, mày nghe bưởi. Tối nhìn mắt nó đẹp á, màu hồng. Mà khó thấy. Tại cái đèn lát đó bạn, nó chiếu sáng thì do không phải do cái đèn mình mà là cái đèn lát đó. Dạ quang lên thấy cá chắc bốc. Cái này nó không dính thôi, dính chùm chùm coi đã. Chặt điểm rồi. Chắc chặt điểm hay sao. Mình văng lưới này mình chỉ cần mình bủa không cho chặt điểm khoảng 2m, 3m là không có cá bạn. Thấy chứ khó nuốt lắm. Ở đây nó ở trong kiểu cái ổ, cái gốc được không à. Trong bóng trà nữa. Bởi vì mình bủa chặt cái là coi như xong luôn. Bởi vì văng lưới đây nó rách nhiều là vậy bạn. Chứ nếu mình không có văng mấy chỗ hiểm thì không có cá. Còn văng mấy kiểu mà gọi vô đơn giản quá thì không có cá, khổ vậy đó. Thank you.
ta này hiệu quạnh quá ta. Ta nãy ta lưới bẫy ngon lành quá. Lưới bẫy vô muỗng này đầu ngõ. Ta lưới bẫy như đó kiếm tiền xăng vô tư. Bỏ đừng con cái xa ba xa bự là thấy ngon lành. Ồ, ta lưới này chắc nghi chất quốc rồi. Cá lùm chìm. Cái đó là bè ta nuôi cá, nuôi cũng được ba dẹo đó. Bè đó bè tư nhân ta nuôi, chứ nuôi nhỏ, nó nuôi cá chê đó. Chê cá tượng. Bữa đó mình nhân đạn con câu đó chất quất lỗ đầu cũng lâu rồi, tính ra cũng lâu lắm. Nghe nói mấy ngày nay ta câu có, nào ra chiến bữa. Có gì chân trời. Không, chất quất không lên gạch không ta. Xịn lứt nè. Xịn lứt. Xịn một gạch. Xịn một gạch. Chất quất. Ờ, ta này thấy hiu quạnh rồi, quạnh hiu rồi. Có 60 mét ngắn ngủ rồi, gần hết lưới rồi. Trời, gì dính cái gì còn. Hờ ơi. Lẹo. Lẹo, lẹo luôn. Ăn ngủ đừng con. Lẹo dữ à. Kiếm hai ba con nữa. Có đứng rồi. Nói gì luôn hả? Vậy tại này tính ra được ba con á trời. Ừ. Bạn ta lưới bẫy. Bạn ta lưới bẫy. Được cá nhỏ hơn. Còn cái đồ chuột á, thằng Thánh đó. Thường cá dính cái đồ chuột á, thôi lắm. Lên à, rồi lên diện luôn rồi. Xong phim luôn. Tại này được 3 con, tại kia cũng 3 con. Hai tay ngắn ngủng 60 m, 60 m. Các bè đó câu cá, bữa nào giấc tối câu có không ta? Chắc hiu. Ờ, câu thôi. Nói chung những bè đó dễ lắm mà. Chó nó sủa thôi chứ bè đó chú nó dễ lắm. Lúc trước mình với Đạt lại câu á, mới đầu á kêu mình với Đạt lên bè câu cho thoải mái nữa đó, rất là dễ. Hai anh em mình mới thăm lưới xong à, gặp anh Hồng với chị Kim Anh cũng đang kéo lưới đẳng rồi bạn. Để thẳng đó rồi lại mình quay cho bạn sơ rồi có cá nào không nha. Thì anh chị Hồng thì nói chung là văng lưới neo bằng lưới cắt ba đó, những cá khủng luôn đó. Đó, chân cái đèn chân trắng đẳng á. Nhìn xa xa thấy chưa lên cá nào hết. Lưới tắc ba giờ gọi là văng lưới cắt khủng khủng quá. Sao rồi, sao rồi, sao rồi? Đói. Đói hả? Đói. Ừ, ba con xa, giỡn rồi. Có một con trọng. Con bự, hai con kia có xíu à. Con ba xa, chắc đến 600 gram. Được con ba xa, ký mấy? Ngon sao rồi? Ký 3, ký 4 rồi. Chứ con đâu có 300 gram, chứ con có nhiều cái. Lưới cá sát được con cá sơn với con cá chao cháo với con.
con cá xanh kỳ, xanh kỳ. Bọc. Con lúa mới nè. Cũ rồi, trong gì vậy xanh. Xanh được lỗ. Ủa nguyên nhánh chè nữa nè. Thôi nhánh cây. Nước chảy chảy ra lũa con cây. Quả wow, nước chảy quá à. Nhớ trong chờ mình dính xong có qua con này. Giật mình thấy quá đã, quá đã liền. Không biết bọc nổi không, chạy ngay cái đường thôi, nước cạn cạn chém ra bọc ngay chục lần. Cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi. Ủa? Ủa, một ẻm. Ừ, cho cái này có cái mẹ không? Lại đây. Mẹ trắng, mẹ trắng. Con nặng thả đó. Con lá con cá nhuộn 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 nhuộn. Mấy cá mẹ đó nó mạnh dữ lắm. Thấy tử nó là nó phải cái súng quá. Thú đâu đạt, chỉ đạt. Súng cái lỗ nó cá. Không phịch lên chân bốc gì hết. Phịt lên chân bốc thì coi mới đá quá đã, quá đã. Như ba nó hào hổm đó. Bỏ qua một súng gèo hai đầu hào chắn không sẵn vượt qua. À. Mà ở dưới này kêu chuyến này hàng giám đốc mới xuống làm mới xuống chơi. Mà đông lớn hả? Rồi nhóm trà đi thời gian về chắc cỡ nhóm kém ra lưới cho mua gỡ. Bảo đảm với chị luôn, vô trong ăn ở không thời gian cho chị kém ra lưới thôi cho chó. Đúng là tiền mà. Cây. Cây. Cây nè. Ờ, nguyên khúc cây bị chà ba luôn. Đi qua sủ luôn là con nặng gì nha. Giờ dính gốc rồi mới đọc ủi. Công việc rất là quen thuộc ở sông Tiền này. Dân lưới dân câu là không thể nào thiếu cảnh này. Rồi có máy dầu. Ối mịt mù. Có gà người này nghe ngửi cái máy của tà heo á. Khó ghê không quá trời nặng góc dính luôn còn quá trời kéo muốn lên không nổi luôn. Rồi giờ hết lưới rồi bạn ơi. Hết lưới rồi. Em gài thấy văn lưới cũng hơi thất thu bạn. Do cái tháng này cá cũng ít. Giờ hai anh em mình về thôi bạn ơi. Bữa nay hên là hốt được tay lưới 7 á, hốt được con cá bà sa bự đó. Con đó khoảng ký 3, ký 4 vậy. Hên được 3 con bà sa đó, kiếm được xăng rồi cũng ngon.
Thì nói chung lưới này giăng thì nói chung cái lưới ngắn không bạn. Thì thật ra bữa nay là hai anh em mình đi giăng câu á, nhưng mà trong thời gian chờ đợi để thăm câu á, giăng thử ta lưới cá sát với ta lưới bẫy chơi đó, mà hên vớt vát được mấy cá là xa đó, kiếm tiền xăng cũng gỡ gạt cũng đỡ. Thì thôi sẵn đây thì mình cũng quay tổng kết ba cá là xa với mấy cá sát các bạn coi ha. Đó, cá xa là bự ghê không, con cuối là bự nè. Cá xa này mình làm lẩu ha, nấu canh chua trời ơi thứ gì chịu nổi nha bạn. Cá xa đã không bằng kỳ rồi. Mấy con cá mình hãy cái chụp cháo tùm lum cũng đang đây nè, một xíu cái đầu hai cái ba xa nhỏ nữa. Đâu rồi cá xa nhỏ, đâu rồi chạy đâu mày? Tại mấy cá này đang phải gửi đây bạn, chứ giờ nước đang cạn á, chạy về bên kia thì con gạch đó trước nhà nước cạn á, cá chết trơn à. Nên sẵn đây thì mình quay thành quả luôn cho bạn coi nè. Mày đây nè, trốn đồ thóc mày, đó đó đó, mưa từ hồi lúc chiều tới giờ luôn á, anh em mình lạnh teo ghi luôn. Gặp ở sông Tiền này thường ngày buổi tối nó lạnh này, thêm trời mưa nữa, tụm gài vô mùa mưa bạn. Nên thôi đi chút xíu là mưa, chút xíu là mưa. Mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.